Đây là mình đang chuyển đổi cái động cơ là 1,5 kW, tức là động cơ 1,5 kW một pha chuyển đổi thành máy phát điện. Nói chung là công suất là đạt 1,5 kW. Ai có nhu cầu thì mang đến km 8 nhà anh Nam Yên Bái để chuyển đổi động cơ thành máy phát điện. Loại một pha thì cũng làm ra điện được, loại ba pha thì cũng làm ra điện được, nhưng mà nó tùy thuộc vào từng cái loại động cơ, không phải loại nào cũng làm được. Ai có nhu cầu thì đến như cửa hàng anh Nam km 8 chứ trung tâm bảo trì máy cơ xăng cầm tay Thụy Điển. Số điện thoại là 0912 530 163, 0912 530 163. Xin chân thành cảm ơn.